Thưa quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam trước gọng kềm Trung Cộng. Việt Nam đang đối diện nhiều vấn đề sinh tử cho chế độ Cộng sản và những nguy cơ có thể mất nước vào tay giặc Tàu. Sau đây là vài sự kiện chết sống của dân tộc Việt Nam. Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 cho biết nhiều doanh nghiệp Trung Cộng mua đất, thuê đất ở Campuchia, khu vực giáp biên giới với Việt Nam. Ông đánh giá năm 2019 có hai điểm đáng chú ý là sự xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam của Trung Cộng và giữ ổn định nội địa mà thành phố Hồ Chí Minh là trọng tâm. Thiếu tướng Hùng cho biết hiện trên tuyến biên giới Tây Nam giữa Việt Nam và Campuchia, người Trung Quốc đang ồ ạt mua đất và thuê đất với diện tích cực kỳ lớn ở khu vực này. Một đường băng giữa rừng đang khơi dậy nhiều nghi ngờ về ý đồ của Trung Cộng với Campuchia và tham vọng quân sự của nước này trong khu vực. Theo một bài báo đăng trên báo New York Times, thì phi đạo chạy dài như một vết sẹo qua nơi từng là một khu rừng già hoang sơ ở vùng Tây Nam của Campuchia. Một khi hoàn tất vào năm tới trên một dải bờ biển hẻo lánh, sân bay quốc tế Darasako sẽ có dài nhất nước. Cách đó không xa, các công nhân đang đốn cây trong một công viên quốc gia để mở đường cho một cảng nước sâu có thể tiếp nhận tàu chiến. Sau khi hoàn thiện vào năm tới, tại một dải đất ven biển xa xôi, sân bay quốc tế Darasako sẽ biết đến là một nơi có một đường băng dài nhất tại Campuchia với khu vực thuận lợi cho các phi công lái máy bay chiến đấu. Gần đó, các công nhân vẫn đang dọn sạch cây cối tại một công viên quốc gia mở đường cho một cảng nước sâu để đón các tàu hải quân. Theo New York Times, đường băng này giống như một vết sẹo cắt ngang khu vực từng là rừng hoang sơ của Campuchia. Một công ty Trung Quốc có mối liên kết về chính trị, đơn vị xây dựng đường băng và cảng tại Campuchia nói rằng chúng chỉ là sử dụng cho mục đích dân sự. Tuy nhiên, quy mô của thỏa thuận thuê đất tại Darasako, khu vực chiếm 20% bờ biển của Campuchia trong thời hạn 99 năm đã đặt ra nhiều nghi vấn. Các hoạt động đang diễn ra tại Darasako cũng như các dự án khác của Trung Quốc gần đó khiến cho nhiều người lo ngại rằng Bắc Kinh đang lên kế hoạch biến Campuchia thành một tiền đồn quân sự tại Đông Nam Á. Sự bùng nổ về hoạt động xây dựng của Trung Quốc đã gióng lên hồi chuông báo động về tham vọng quân sự của Bắc Kinh vào thời điểm sự hiện diện của Mỹ tại khu vực đang có dấu hiệu giảm dần. Các hoạt động xây dựng của Trung Quốc chỉ diễn ra tại các đảo nhân tạo trên Biển Đông, mà còn khắp trên khu vực Ấn Độ Dương và hướng tới căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên của Bắc Kinh ở Djibouti tại vùng rừng châu Phi. Được biết đến với tên gọi chuỗi Ngọc Trai, chiến lược quốc phòng của Trung Quốc sẽ phát huy hiệu quả từ một viên ngọc đặt tại Campuchia. Tại sao người Trung Quốc xuất hiện giữa một khu rừng để xây dựng một đường băng? Công trình này sẽ cho phép Trung Quốc mở rộng sức mạnh không quân ra toàn khu vực và thay đổi toàn bộ cuộc chơi. Sophie, nhà khoa học chính trị tại trường Occidental ở Los Angeles nhận định, khi tìm cách phô trương sức mạnh ra bên ngoài, Trung Quốc sẽ chạm trán với ô an ninh được Mỹ thiết lập từ hàng chục năm trước trong khu vực. Campuchia được cho là đã bị quấn vào quỹ đạo chính trị giữa các nước lớn. Chính quyền của Thủ tướng Hun Sen nặng lời với Mỹ. Trong khi xích lại gần hơn với Trung Quốc, nước hiện là nhà đầu tư và là đối tác thương mại lớn nhất ở Campuchia. Theo giới chức quân sự Mỹ xuôi hướng khu vực bờ biển từ Darasako, Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận để có những đặc quyền nhằm mở rộng một căn cứ hải quân hiện thời của Campuchia. Mặc dù vậy, Bắc Kinh vẫn phủ nhận về việc có ý đồ quân sự tại Campuchia. Chúng tôi lo ngại rằng cơ sở như đường băng và cảng tại Darasako đang được xây dựng trên quy mô nhằm phục vụ cho các mục đích quân sự vượt xa hơn rất nhiều so với nhu cầu hạ tầng cho một hoạt động thương mại cả ở hiện tại cũng như kế hoạch trong tương lai. Trung tá David Esbun, người phát ngôn Lầu Năm Góc, nhận định. Theo Trung tá Esbun, bất kỳ bước đi nào của chính phủ Campuchia để mời nước ngoài hiện diện quân sự tại đây cũng sẽ gây rối loạn cho hòa bình và ổn định tại Đông Nam Á.
Một báo cáo của tình báo Mỹ được công bố trong năm nay đã đặt ra nghi vấn về việc Campuchia sẽ cho phép Trung Quốc duy trì hiện diện quân sự tại nước này. Bộ Tài chính Mỹ trong tháng này đã áp lệnh trừng phạt một tướng cấp cao của Campuchia sau khi cáo buộc người này có liên quan tới hành vi tham nhũng ở Darasako. Thủ tướng Hun Sen đã bác bỏ thông tin cho rằng ông cho phép quân đội Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự tại Campuchia. Chính phủ của Thủ tướng Hun Sen khẳng định đường băng và cảng Darasako sẽ biến một khu rừng nhiệt đới hẻo lánh của Campuchia thành một trung tâm hậu cần toàn cầu, nơi những điều kỳ tích có thể xảy ra. Sẽ không có quân đội Trung Quốc tại Campuchia, hoàn toàn không có, đó chỉ là thông tin hư cấu. Có lẽ người da trắng muốn kiềm chế Campuchia bằng cách cản trở chúng tôi phát triển kinh tế, người phát ngôn chính phủ Campuchia Pay Siphen cho biết. Hồi tháng 7, một số người mặc quân phục có vũ trang xuất hiện tại nhà gỗ của Thim Lim, một ngư dân đang sinh sống tại công viên quốc gia lớn nhất của Campuchia. Họ yêu cầu ông phải rời đi. Theo lời kể của Thim Lim, các quan chức từ Bộ Quản lý Đất đai Campuchia đã nói với ông rằng nhà của ông sẽ bị san phẳng vào năm tới để mở đường cho một cảng quân sự do người Trung Quốc xây dựng. Những dân làng có mặt trong cuộc gặp ngày hôm đó đã xác nhận lời kể của Thim Lim, trong khi các quan chức của Campuchia chưa đưa ra bình luận. Trung Quốc lớn đến mức họ có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn, Thim Lim nói. Khu đất của Thim Lim là một phần trong thỏa thuận cho thuê đất ở Darasako giữa Campuchia và Judean Development Group, một công ty Trung Quốc ít tiếng tăm và không có nhiều dấu ấn trên trường quốc tế, ngoại trừ thỏa thuận thuê 45.000 hecta đất tại Campuchia. Ngay từ đầu, thỏa thuận này đã bị đặt câu hỏi nghi vấn. Ngoài quy trình mở thầu không công khai, Judean Development Group còn được Campuchia trao cho thỏa thuận thuê đất lên tới 99 năm với diện tích cho thuê nhiều gấp 3 lần so với quy định theo luật của Campuchia. Thậm chí công ty Trung Quốc còn được miễn tiền thuê trong 10 năm. Ngày 9 tháng 12, tướng Kun Kim, cựu tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Campuchia và gia đình ông đã bị Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt. Washington cho rằng ông Kim được hưởng lợi từ mối quan hệ với một thực thể nhà nước của Trung Quốc và từng triển khai binh sĩ để hăm dọa, tháo dỡ, giải tỏa khu đất tại Campuchia. Mặc dù thực thể Trung Quốc không được Mỹ nêu đích danh, song các nhóm nhân quyền và người dân địa phương cho biết đó chính là Judean Development Group. Chủ trì lễ ký kết thỏa thuận thuê đất Darasako vào năm 2008 là cựu phó thủ tướng Trương Cao Lệ, một lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Các tài liệu quảng cáo của công ty Trung Quốc mô tả dự án tại Darasako là dự án đầu tư bờ biển lớn nhất không chỉ Đông Nam Á mà trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khu phức hợp nghỉ dưỡng và được xây dựng ở Darasako không sầm uất như kỳ vọng. Sân gôn vắng vẻ, còn sòng bạc cũng không có người qua lại. Nhà hàng tại đây chỉ là một gia đình Trung Quốc ghé thăm, nhưng họ cũng mang theo hải sản tới để tránh phải trả giá cao trong khu nghỉ dưỡng. Mặc dù vậy, thay vì rút khỏi dự án kinh doanh ảm đạm, Judean Development Group vẫn tiếp tục tăng cường hoạt động. Công trình mới tại Darasako bao gồm đường băng dài 3.200m và cảng nước sâu có thể đón được các tàu 10.000 tấn. Hiện vẫn chưa rõ ai là người nắm quyền kiểm soát dự án Darasako. Trong suốt nhiều năm, Julian Development Group nói rằng Darasako hoàn toàn là của tư nhân. Tuy nhiên, tướng Chum Sokchit, Thứ trưởng Quốc phòng Campuchia, nói với New York Times rằng cơ quan hàng không dân dụng của nước này sẽ vận hành dự án sân bay ở Darasako, đồng nghĩa với việc dự án này không liên quan tới quân đội của Trung Quốc. Tuy vậy, người phát ngôn của cơ quan hàng không dân dụng Campuchia Sinchen Serivutha khẳng định, chúng tôi không có bất kỳ thỏa thuận nào ở sân bay Darasako. Mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc. Cách Darasako chưa đầy 80 km, một công trình vắng vẻ khác do Trung Quốc xây dựng mọc lên một
công viên quốc gia khác, khu nghỉ dưỡng quốc tế Silong V có tầm nhìn hướng ra biển và đầu bếp của Trung Quốc. Tuy nhiên, dự án bên cạnh đó mới thu hút được sự chú ý. Căn cứ hải quân Rim, căn cứ lớn nhất của Campuchia. Hồi tháng 7, thời báo Phố Vo đã đưa tin về một dự thảo thỏa thuận bí mật trao cho Trung Quốc quyền tiếp cận độc quyền với một phần căn cứ hải quân Rim trong vòng 30 năm. Những đồn đoán về Rim bắt đầu gia tăng trong năm nay khi Mỹ bên đã chấp thuận yêu cầu từ Campuchia về việc nâng cấp các cơ sở bảo dưỡng tàu và huấn luyện tại căn cứ Rim, nhận được thông báo rằng Campuchia không còn muốn người Mỹ giúp. Việc rút lại yêu cầu 6 tháng sau đó đã gây bất ngờ và đặt ra câu hỏi về kế hoạch của chính phủ Campuchia đối với căn cứ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Ashburn cho biết, trong khi đó, Sokchit bác bỏ việc Campuchia yêu cầu Mỹ rót tiền để nâng cấp căn cứ Rim. Chúng tôi hoàn toàn đủ khả năng, chúng tôi có cần nhờ người Mỹ giúp phát triển lãnh thổ của mình không? Chúng tôi có cần van xin Mỹ thực hiện dự án này không? Ông Sokchit đặt câu hỏi. Tuy nhiên, trong bức thư hồi tháng 5 gửi Bộ Quốc phòng Campuchia, Tùy viên Quốc phòng Mỹ ở Phnom Penh cho biết Campuchia đã yêu cầu Mỹ hỗ trợ tiến hành sửa chữa và cải tạo quy mô nhỏ đối với những cơ sở do Mỹ cung cấp tại căn cứ. Một tháng sau, một quan chức quốc phòng Campuchia hồi đáp rằng việc sửa chữa và cải tạo các cơ sở căn cứ không còn cần thiết. Trong bức thư, Joseph Felter, cựu phó trợ lý Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách Nam và Đông Nam Á, cảnh báo Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thibanh rằng sự thay đổi chính sách đột ngột này có thể là dấu hiệu cho thấy những kế hoạch thay đổi lớn hơn tại căn cứ hải quân Rim, đặc biệt là các kế hoạch liên quan tới việc tiếp nhận các khí tài quân sự của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Campuchia không hồi đáp bức thư nói trên. Trong khi đó, Thủ tướng Hun Sen cùng cấp phó cáo buộc Mỹ tìm cách hỗ trợ phe đối lập chống lại chính phủ của ông. Hạ viện Mỹ hồi tháng 7 thông qua một dự luật trừng phạt các cá nhân làm suy yếu nền dân chủ ở Campuchia. Hai năm trước, quân đội Campuchia đã hủy các cuộc tập trận chung với Mỹ và thay vào đó bắt đầu các cuộc tập trận chung với Trung Quốc. Trong một động thái cho thấy mối quan hệ quân sự ngày càng gắn bó giữa hai nước, Thủ tướng Hun Sen hồi tháng 7 thông báo ông đã chi 240 đô la mua vũ khí của Trung Quốc. Nếu đại sứ quán Mỹ không ưa chúng tôi, họ có thể đóng đồ đạc và rời đi. Họ là những kẻ gây rối. Chúng tôi nhận thấy điều đó khi họ coi thường Campuchia. Còn Trung Quốc đang đẩy mạnh sự thịnh vượng của chúng tôi. Chúng tôi là những người bạn tốt, người phát ngôn của chính phủ Campuchia Pay Siphen khẳng định. Các hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại Campuchia bao gồm một sân bay với đường băng dài đã làm dấy lên những nghi vấn về khả năng Bắc Kinh đặt căn cứ quân sự tại quốc gia Đông Nam Á này. Trung Cộng cung cấp cho Campuchia 100 xe tăng và xe bọc thép. Theo tờ Khmer Times, ông Banh nói rằng Trung Cộng sẽ cung cấp cho lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia RCEF các xe tăng và xe bọc thép. Các thiết bị này dự kiến được chuyển đến đúng thời điểm tổ chức tập trận chung Rồng Vàng vào tháng 3 năm 2018. Theo tờ Diplomat, ông Banh không xác nhận chính sách và chính xác số lượng các thiết bị được giao hoặc cho thông tin cụ thể hơn về việc này. Tuy nhiên, một phóng sự trên kênh BTV cho hay Trung Cộng sẽ viện trợ khoảng 100 xe tăng và xe bọc thép cho lữ đoàn 70 Bộ Quốc phòng Campuchia. Hàng không mẫu hạm Sơn Đông trên Biển Đông. Truyền thông nhà nước Trung Cộng hôm 18 tháng 12 nói chiếc tàu sân bay đầu tiên do nước này chế tạo. Hàng không mẫu hạm Sơn Đông có nhiệm vụ tập trung vào Biển Đông và đối đầu trực diện với các tàu nước ngoài, theo South China Morning Post. Theo đó, chiếc chiến hạm mới được đưa vào hoạt động hôm 17 tháng 12 năm 2019 sẽ được sử dụng cho việc giao chiến, chủ yếu để giành quyền kiểm soát trên các vùng biển mà Trung Cộng bố chủ quyền, thay vì chỉ tập trung vào các nhiệm vụ huấn luyện như tàu Liêu Linh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Cộng.
Nỗi lo ngày càng tăng về chủ quyền của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Dù cố gắng trấn an người dân bằng cách tỏ ra lạc quan về sức mạnh bảo vệ chủ quyền quốc gia, mặc dù không dám nêu đích danh bọn giặc Tàu, nhưng khi đánh giá tình hình đất nước, ông Nguyễn Phú Trọng nói hiện nay có những nước vẫn nhòm ngó tranh chấp chủ quyền muốn xâm phạm độc lập chủ quyền của chúng ta. Ông Nguyễn Phú Trọng thấy rõ sự đe dọa chủ quyền, mầm mống trực tiếp gây tổn hại nghiêm trọng quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại tham vọng chiếm Biển Đông. Theo venues.org, tháng 12 năm 2019, nỗi lo này phù hợp với nhận định của học giả Richard Hadorian về những gì đã và đang diễn ra ở Đông suốt năm 2019 vừa qua. Các quốc gia trong vùng càng chứng kiến sự đe dọa liên tục của Bắc Kinh lên chủ quyền lãnh thổ của họ hơn là một động thái thân thiện. Tháng 12 năm 2018, nhân dịp lễ kỷ niệm 40 năm cải cách và mở cửa của Trung Cộng, tại đại sảnh đường Nhân dân Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình tuyên bố rõ ràng Trung Quốc sẽ không bao giờ phát triển trên sự tổn thất lợi ích của các quốc gia khác, nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trung Cộng khẳng định quyết tâm này vào những ngày cuối năm 2019 trên vùng Biển Đông, khi nhóm tàu hải cảnh của Bắc Kinh lờn vợn trong khu vực lục địa phía nam của Việt Nam. Trong thập niên này, Việt Nam cố gắng canh tân quân đội, tân trang vũ khí. Hàng năm họ chi cho ngân sách quốc phòng khoảng 2,23% tổng sản phẩm nội địa GDP. Trong năm 2010 và đã tăng lên 2,36% trong năm 2018, tương đương khoảng 5,8 tỷ đô la. Theo đánh giá của giáo sư Cạ Thầy Ơ từ Học viện Quốc phòng Úc trong một lần trả lời phỏng vấn về sách trắng quốc phòng Việt Nam, việc hiện đại hóa quân đội của Việt Nam trong năm qua thể hiện trong sách trắng chủ yếu là để đối phó với những thách thức từ Trung Cộng ở Biển Đông. Trong sách trắng quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết từ chính sách 3-0 có thể được hiểu một cách đầy đủ về chính sách thành 4-0 là Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự và sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Chính sách quốc phòng Việt Nam thể hiện cùng cách tự nguyện làm đệ tử với các ước mong được yên thân trước con hổ dữ đang đói mồi và do một tướng lãnh thần tàu Nguyễn Chí Vịnh vẽ ra. Trước tình hình đội hình đó, một số nhân sĩ trí thức, tướng lãnh, những người yêu nước được kêu gọi Đảng Cộng sản thay đổi chính sách quốc phòng thân thiện với Mỹ để từ đó họ giúp bảo vệ chủ quyền đất nước. Đáp lại, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thà chịu mất nước chứ không chịu mất đảng, và những nhà tranh đấu bị kết án với những bản án thật nặng nề. Cộng sản Việt Nam phải thay đổi chính sách quốc phòng thụ động, khiếp nhược và phải liên minh với Mỹ, quốc gia duy nhất có thể giúp Việt Nam để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Rút bài học từ Nhật, Đức, họ đầu hàng Mỹ và đồng minh trong Thế chiến thứ hai, nhưng ngày nay được hùng cường phần lớn do Mỹ. Họ cho Mỹ đóng quân trên lãnh thổ, giao thương với Mỹ để phát triển kinh tế. Họ biết Mỹ chưa hề chiếm một tấc đất nào của các quốc gia nào mà họ đến và ra đi. Phi luật tân cũng là bài học về giao thương với Mỹ. Kể từ khi Đức đã nhận được 1,3 tỷ đô la hỗ trợ tái thiết từ kế hoạch Marshall của Mỹ, những công ty như Volkswagen, Siemens, Thyssen hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất phương tiện tự động, điện tử và kỹ thuật đều được coi là trụ cột tăng trưởng kinh tế. Nhờ giao thương với Mỹ và các nước tư bản châu Âu mà họ được thịnh vượng như ngày hôm nay. Phải nhanh chóng dân chủ hóa đất nước để tận dụng tài nguyên trí tuệ của người dân, tạo cơ hội đồng đều cho mọi đóng góp, nhất là mặt khoa học kỹ thuật. Chỉ giao cho con cháu đảng viên những nhiệm vụ lãnh đạo, trong lúc những phó tiến sĩ mưu sinh bằng chạy xe ôm thì đất nước bao giờ phát triển được. Và nhà nước luôn luôn muốn có nhân tài phục vụ đất nước, mà nhân tài đang nằm co ro đói lạnh, bị hành hạ trong nhà tù vì không cùng quan điểm với Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong những năm gần đây, những phản kháng xã hội gia tăng, một số công khai chống nhà nước, bất ổn ngày càng gia tăng gây ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển. Đàn áp không phải là đáp số. Một nhà nước thông minh nhân bản giải quyết những vấn đề vấn nạn xã hội bằng giải pháp phi bạo lực, làm được việc này sẽ tạo được sự đoàn kết trong đại khối dân tộc. Đó là một trong những nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Một số bạn trẻ ở Việt Nam sống ở nước ngoài có khả năng cao trong lĩnh vực y tế, khoa học. Họ muốn cống hiến khả năng cho quê hương, nhưng đất nước phải thật sự dân chủ. Đừng quên một số khoa học gia trẻ ở hải ngoại cũng đã là chất xám của quê hương cần. Chính chế độ Cộng sản đã ngăn cản sự đóng góp của họ. Việt Nam cần mạnh dạn thay đổi thể chế, lấy tư doanh làm động lực phát triển, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh, đồng thời với cải cách hành chính, gỡ bỏ các rào cản, chấn chỉnh được thi công vụ của bộ máy. Trên hết phải thả toàn bộ những người bất đồng chính kiến, tổ chức bầu cử tự do, có sự giám sát của quốc tế. Làm được việc này, các ông tự tạo cho cơ hội để hòa nhập vào đại khối dân tộc. Ngược lại, không có cách nào và cánh tay đổ lượng khi Cộng sản sụp đổ. Chống tham nhũng chẳng khác nào chống đảng, bởi tất cả những tên tham nhũng ở Việt Nam đều là đảng viên đảng Cộng sản. Sự độc tài do đảng cưỡng bức áp đặt sự tạo ra cơ chế dung dưỡng cho quốc nạn này lộng hành. Bộ mặt tiêu biểu nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là tham nhũng. Biểu hiện của tệ nạn hại nước, hại dân này đâu chỉ ở tiền bạc, nhà cửa, xe cộ mà phía sau đó là có quyền thế, cơ hội, thân hữu sân sau. Trong vụ đại án AVG với việc hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn dính vào tham nhũng không phải chuyện lạ ở Việt Nam, bởi chẳng có quan chức nào ở Việt Nam không ngoại phạm với những tham nhũng. Có khi mỗi lần chỉ vài trăm nghìn, vài triệu đến vài trăm triệu và vài tỷ đồng, nhưng con số tổng của số tiền chiếm đoạt trong đời làm quan thì không hề nhỏ. Do đó không thiếu chuyện quan chức giải thích ngô nghê trong khối tài sản khổng lồ của mình nhờ buôn chổi đót, chạy xe ôm, chăn nuôi gia tăng. Chức càng cao, bất chính càng nhiều. Tuy nhiên, số vụ được đưa ra ánh sáng còn cực kỳ ít ỏi. Chính ông Nguyễn Phú Trọng thừa nhận thất bại này tại hội nghị của chính phủ các địa phương vào ngày 30 tháng 12 năm 2019. Chưa bao giờ xử được tội nhận hối lộ cho đến vụ AVG. Bởi từ nhiều chục năm nay, tội tham nhũng được đảng ưu ái với tội danh thiếu trách nhiệm, vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng để cứu những con người đã phò đảng. Việc lần đầu tiên xử được tội nhận hối lộ mà ông đảng trưởng đưa ra chỉ có tính tượng trưng cho việc chống tham nhũng mà đảng phô trương. Thực tế, người ta nhập đảng không phải là thể hiện năng lực, đóng góp cho một nước Việt dân chủ, tự do, dân giàu nước mạnh. Càng đông đảng viên Cộng sản, đất nước ngày càng thêm sơ xác, tài sản quốc gia bị đánh cắp nhiều hơn, càng không có tự do, bất công tràn lan, người dân bị rình mò. Người ta vào đảng chỉ để chuẩn bị cơ hội nắm chức nắm quyền, dễ dàng vơ vét, chiếm hữu, làm giàu bất minh từ ông trưởng một bộ ban xã, phường đến trung ương. Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng duy nhất chi phối quyết định tiếp tục vẽ nên một nước Việt Nam xấu xí bởi tham nhũng, không có tự do, thiếu dân chủ. Trong thể chế xã hội chủ nghĩa, để chuẩn bị cho vị trí lãnh đạo, yếu tố tiên quyết không phải là ở khả năng kiến thức, kinh nghiệm, nhưng phải là đảng viên. Đảng Cộng sản Việt Nam càng không phải nơi quy tụ những con người giỏi, có kỹ năng, viễn kiến, mà chỉ là nơi có những kẻ tham quyền, mê bổng lộc, thích xu nịnh, kém khả năng, đầy tính lưu manh. Bởi thế, Trương Minh Tuấn cố gắng thể hiện một đảng viên chân chính qua cuốn sách Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ đảng viên hiện nay. Biểu hiện sự phục tùng chân lý của chế độ, Nguyễn Bắc Son muốn bắt nhốt những người dám nói lên những suy nghĩ nên sự thật trên mạng xã hội. Từ kẻ đi giao giảng bảo vệ đạo đức Cộng sản đến người thể hiện sự trung thành tuyệt đối cùng đảng đều là phường tham nhũng. Đảng ban phát quyền lực bổng lộc tạo ra sự giàu có bất minh. Trong một xã hội hạn chế về nhận thức, sự dối trá trên lại được đa số người dân tung hô là thành công.
Không ai khác ngoài Đảng Cộng sản đã kích thích sự làm giàu man rợ, sử dụng luật pháp tùy tiện, hạn chế hiểu biết, lan truyền nỗi sợ để chi phối cuộc sống. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam, con đường ngắn nhất để tha hóa, mất nhân cách, oai nghiêm của một con người. Một ông bộ trưởng dùng tư duy trẻ con trong lời khai nhận, giấu số tiền tham nhũng. Những ông tướng như Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh khóc như một đứa trẻ bị đánh đòn khi phải ra tòa. Một bộ mặt đáng khinh bỉ của Đảng Cộng sản Việt Nam đang lèo lái cả dân tộc Việt Nam tụt lại đằng sau của thế giới văn minh. Thiên hạ vừa được phen cười ngả nghiêng với câu nói đại ý, mây đen phủ bóng toàn cầu, mặt trời vẫn sáng trên đầu Việt Nam, được báo quốc danh giật tít cứ như là lời phát biểu cực kỳ hay của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nhưng không rõ các cáo buộc, các báo Việt Nam có cố tình xu nịnh ông Tổng Bí thư bằng cách chạy tít để người đọc tưởng ông Trọng nói vậy. Kỳ thực ông chỉ dẫn lại báo cáo của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam mà trong đó họ nói nguyên văn tại trang 9. Mây đen tiếp tục kéo về trên kinh tế toàn cầu với tăng trưởng kinh tế và lưu lượng thương mại thấp hơn dự kiến cho năm 2019. Tuy nhiên, mặt trời vẫn tỏa nắng ở nền kinh tế Việt Nam với dự báo tăng trưởng khoảng 8,6% trong năm 2019, chỉ thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với năm 2018. Ngân hàng Thế giới nói Việt Nam dự kiến có mức tăng trưởng vượt Trung Quốc trong năm 2019 dù kém Campuchia. Tăng trưởng trung bình của thế giới năm 2019 được dự đoán ở mức 2,6% và mức của các thị trường mới nổi là 4%. Lạm phát ở Việt Nam cũng được cho là chỉ ở con số 3% so với mức tăng lương trên 10% cho những người làm trong khu vực công. Nợ công còn 56% tổng sản phẩm quốc nội so với mức gần 64% của năm 2016 và đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 3 tỷ đô la mỗi tháng. Như vậy, ông Trọng trích dẫn không sai. Chỉ vì World Bank có vẻ hơi quá lời trong cách khen ngợi một đất nước mà trình độ phát triển còn thua xa so với thế giới. Nói cũng giống như lời khen của đứa trẻ vị thành niên sao cao nhanh thế, nhưng mà đứa bé đó vẫn chưa thành người lớn. Ông Trọng cũng có ý nhận công về mình khi nói rằng ông giao cho chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc phải đạt mức tăng trưởng 7% hồi đầu năm và cuối cùng đã đạt được dù lúc đầu ông Phúc nói là chỉ tiêu quá cao. Nhưng cũng có những điều cảnh báo của Ngân hàng Thế giới mà không biết ông Trọng có để ý hay không. Ngân hàng nói xuất khẩu của Việt Nam tăng 9 tháng đầu năm chỉ đạt trên 8%, tức bằng nửa mức của 9 tháng đầu năm 2018. Đáng lo hơn là mức tăng trưởng đó có phần do việc chuyển hướng xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung. Nếu chỉ tính thị trường ngoài Mỹ, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm chỉ còn chưa tới 4%. Xuất khẩu gạo thậm chí còn giảm 10% và xuất khẩu cà phê giảm 20%. Về mặt chi ngân sách, Việt Nam chỉ trả nợ tới 22% tổng thu, mức gấp đôi so với 6 năm trước và được đánh giá là tương đối cao so với chuẩn mực quốc tế. Trong khi đó, tỷ lệ thu từ thuế của Việt Nam giảm từ 23% tổng sản phẩm quốc nội xuống còn 18% trong năm 2018. Phần nhiều do các cam kết quốc tế về giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Ngay cả lĩnh vực đầu tư nước ngoài, số vốn đầu tư cho các dự án mới tiếp tục giảm dù vốn trong các dự án có sẵn vẫn tăng và lần đầu đạt mức trên 1 tỷ đô la tăng vốn mỗi tháng. Triển vọng phát triển về trung hạn của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới dự đoán. Triển vọng trung hạn vẫn có một rủi ro theo hướng suy giảm cả từ trong nước và ngoài nước. Nhìn từ trong nước, chậm chế trong triển khai những cải cách cơ cấu có thể làm cho viễn cảnh tăng trưởng trung hạn trở nên xấu đi. Chương trình cổ phần hóa và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước sau khi được khởi đầu đầy hứa hẹn vào năm 2017 đã bị chững lại đáng kể trong những tháng qua. Nhìn từ bên ngoài, tranh chấp thương mại giữa các nền kinh tế lớn có thể ảnh hưởng xấu đến đà xuất khẩu trong ngắn hạn. Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn bị
ảnh hưởng nếu nền kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm qua các kênh thương mại và đầu tư. Sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài có thể nguội đi khi nhiều nhà đầu tư có thể đình hoãn hoặc hủy dự án. Nếu cả xuất khẩu và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đều chững lại, nền kinh tế Việt Nam có thể mất đi động lực tăng trưởng chính. Như vậy có thể thấy dù kinh tế Việt Nam không đến nỗi nào trong năm 2019 nhìn về tổng thể, nhưng Việt Nam cũng chưa có gì đáng tự hào khi thu nhập bình quân đầu người còn chưa cán mốc 3.000 đô la, mức có thể nói là tương đối tệ hại. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.